tình yêu trốn nhân gian. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Chương 16. Mùa thu đến với tiết trời se lạnh, với hương thơm hoa cúc thoang thoảng, với tia nắng ấm dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ. Trong phòng nàng mơ màng tỉnh giấc, thấy Bạch Tử Hỏa vẫn đang ngủ say, đôi tay Tiểu Cốt Ngọ Nguậy sờ lên cơ thể hắn. Thấy những vết sẹo do 61 ninh tiêu hồn hắn hứng chịu thay nàng, nàng buông lời nguyền hắn đời này kiếp này vĩnh viễn về sau bắt lao bất tử bất thương bất diệt, lòng nàng quặn đau, thoáng rơi vào trầm tư. Tử Hỏa thiếp xin lỗi, thiếp sai rồi, tất cả là lỗ của thiếp. Nàng mải trầm tư suy nghĩ mà không biết Bạch Tử Hỏa đã tỉnh giấc. Âm thanh nam tử nhỏ nhẹ vang lên, Tiểu Cốt, dạ. Mọi chuyện đã qua rồi, đời này kiếp này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nàng không cần áy náy về những chuyện trước kia, đó là chuyện kiếp trước, kiếp này chỉ cần nàng ở bên ta đừng rời xa ta. Bất lão bất tử bất thương bất diệt sẽ là thần ân mênh mông. Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán nàng, đôi tay khẽ ôm nàng vào lòng. Chàng dám dùng pháp thuật đọc suy nghĩ của thiếp, tại ta thấy nàng trầm tư đang suy nghĩ gì đó nên mới sử dụng chút pháp thuật. Tử Hỏa chúng ta dậy thôi. Chàng nói hôm nay đến An Tâm Viện dạy võ cho mọi người mà. Ngộ gì chứ, nàng nằm yên ta muốn ôm nàng lát nữa, chúng ta đợi Lý Manh đã. Sao phải đợi Lý Manh? Hôm nay ta sẽ giao cho hắn thử thách thứ hai. Sáng sớm ta đã truyền âm bảo hắn đến. Bạch Tử Hỏa đang ngắm nhìn Tiểu Cốt thì Mai Hương gõ cửa. Bẩm lão gia thái tử đến tìm ạ. Em bảo hắn đợi ta ở đại sảnh ta ra ngay. Tiểu Cốt dậy thôi, nàng muốn ăn gì ta bảo Tiểu Thúy nấu. Thiếp muốn ăn mì vằn thắn, lát chúng ta ra quán ăn nhé. Nàng mau dậy rửa mặt thay đồ đi, tướng công ra đại sảnh gặp Lý Manh. Thấy Bạch đại phu đi vào đại sảnh, Lý Manh nhanh nhỏ nói. Đệ tử Lý Manh bài kiến sư phụ. Thưa sư phụ, mấy quyển sách người đưa con đã đọc xong. Đã bảo ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi cứ gọi ta là Bạch đại phu. Vâng, con sẽ gọi người là Bạch đại phu. Lý Manh, ta muốn nhờ ngươi giúp ta chút việc. Ngươi cứ nói con sẽ giúp hết sức ạ. An Tâm Viện là đất hoang được ta mua từ tay quan phủ, nay làm chỗ cho người dân nghèo tị nạn sinh sống. Năm nay hạn hán kéo dài, mùa màng thất thu, ta lo những người dân vùng lân cận khi sử dụng hết lương thực sẽ đến An Tâm Viện để cướp bóc. Nơi này khá xa kinh thành, nếu xảy ra cướp bóc e là quan binh sẽ không đến kịp. Ngài có thể cho vài người đến dạy võ luyện binh cho người dân ở An Tâm Viện và chọn mấy tên thợ rèn, ta muốn rèn ít kiếm thương và nông cụ sản xuất. Bạch đại phu yên tâm, việc này cứ để con lo. Thái tử chuẩn bị xong hãy đến cổng thành bắc đợi ta. Tiểu Cốt, nàng thay đồ xong chưa? Thiếp thay đồ xong rồi. Tiểu Thúy, em gọi xe ngựa và chuẩn bị đồ khám bệnh cho ta. Lão gia, phu nhân hai người cho Mai Hương theo với, nô tỳ muốn phụ giúp phu nhân. Được, vậy hai em sẽ phụ giúp phu nhân. Vâng ạ, Tiểu Thúy nói. Thưa lão gia, xe ngựa đến rồi, chúng ta đi thôi. Tướng công, thiếp nghe nói mì vằn thắn ở Tiện Ông chủ trương là ngon nhất, chúng ta sẽ đến đó. Bạch Tử Hỏa cẩn thận đỡ Tiểu Cốt lên xe ngựa, hắn dặn dò phu xe. Phu xe đi đến tiệm mì vằn thắn ông chủ trương. Xe ngựa đi được một lúc thì đến nơi. Phu xe nói, thưa Bạch đại phu đã đến tiệm mì. Phu xe, cậu vào ăn mì với bọn ta. Ta ăn sáng rồi Bạch đại phu cứ tự nhiên. Vậy cậu đợi ta ở đây, lát đưa ta đến An Tâm Viện. Đây là tiệm mì nổi tiếng ở kinh thành nên ngày nào cũng rất đông khách đến ăn. Bốn người đi vào quán. Tiểu Cốt ngắm nghía một lượt xung quanh, thấy chỉ còn một bàn duy nhất. Nhân viên phục vụ đứng từ xa quan sát bốn người đang đi vào quán. Một nam nhân và một nữ nhân nắm tay nhau, chắc họ là phu thê. Hai cô gái đi cùng là nha hoàn. Chất liệu y phục mà bốn người này mặc chắc được may từ lụa tơ tằm thượng hạng của Vân Nam. Nhìn sơ qua, hắn đánh giá một lượt và đưa ra nhận định đây là những người có tiền tài. Tên nhân viên phục vụ niềm nở lại gần nói, mời các vị khách quan lại bàn này ngồi ạ. Thưa chư vị khách quan, hôm nay quán rất đông khách, mong các vị thông cảm. Công tử, các vị muốn ăn gì? Bạch Tử Hỏa hỏi Tiểu Cốt, nàng thích ăn mì gì? Thiếp thích ăn mì bò. Mai Hương, Tiểu Thúy còn hai em, chúng nô tỳ ăn gì cũng được ạ. Tiểu Nhị cho ta bốn tô mì bò. Tướng công, mì ở đây ngon thật ý. Ăn xong, Bạch Tử Hỏa gọi Tiểu Nhị lại thanh toán. Giả của ngài hết 10 đồng ạ. Ăn xong mì, bốn người lại lên xe. Phu xe đưa ta đến An Tâm Viện. Đến cổng thành bắc ngươi dừng lại, ta muốn đợi thái tử Lý Manh.